Vâng, xin chào bạn, mình là Thuận Quang. Hôm nay mình đã quay trở lại ở đây về một cái chủ đề AutoCAD. Thì giống như đúng như cái tiêu đề của video mình đang để ở sẵn ở trên màn hình. Thế thì đó là làm sao để chúng ta có thể đi được một bản vẽ một cách là ăn ngay, đúng không? Mà không cần phải trải qua các cái bước thiết lập đi phức tạp. Hay đi một phát ăn luôn thì làm như thế nào? Thì trong cái video này mình sẽ giải quyết vấn đề đó dành cho các bạn, đặc biệt là các bạn mà đang mới bắt đầu tìm hiểu AutoCAD mà chưa tìm hiểu rõ về phần này. Đó. Thì đây là một bản vẽ mình đã mở sẵn ở đây, bạn thấy là có những bản vẽ đã đim hoàn chỉnh rồi, đúng không ạ? Đim một lớp, đim hai lớp và đim ba lớp ra. Đấy, thì các bạn lại chưa biết thiết lập các cái thông số làm sao để cho nó có thể là hài hòa, phù hợp cân đối như thế này. Thế thì trong video này mình sẽ giải quyết vấn đề nó ngay cho các bạn chỉ trong một ít phút thôi. Ok, nguyên liệu để làm thực hành trong giống như cái video này thì bạn sẽ làm gì ạ? Các bạn sẽ cần phải tải một cái thư mục chứa một cái đi mình đã thiết lập sẵn ở trong này rồi, mình đã chuẩn bị sẵn cho bạn, các bạn chỉ tải về và sử dụng thôi. Thì cái link tải cái thư mục này bạn mình sẽ để ở dưới phần mô tả của video nhé. Đấy, sau khi bạn tải về giải nén ra được cái thư mục như này, thì trong đây nó sẽ có một cái thư mục là phone dim. Phone dim thì ở đây mình có sử dụng một cái phone nâng cao nên mình nén thêm để các bạn có thể cài vào thôi. Đây, phone nó thì nhìn rất là tròn trịa và nó mình thấy khá là đẹp mắt. Đây, mình xem thử. Để cài được cái phone này vào, các bạn chuột phải và chọn install, chọn vào phone đó, chọn yes. Ok, vậy là bước cài phone chữ cho cái DIM này đã xong. Bây giờ thì bạn thấy là cái phone, cái file DIM, cái file chứa cái DIM mà mình để bên ngoài này, đúng không ạ? Các bạn kích mở nó lên. Đó, bản vẽ thì nó chưa có gì đâu bởi vì nó chỉ có cái DIM thôi. Thì bạn kiểm tra DIM này bằng cách là có lệnh D, DIM style này. Đấy, thì trong cái DIM đó chính là DIM 11 mình đã chuẩn bị sẵn ở đây rồi. Nha, KT DIM 11 này, đây chính là cái DIM mình đã chuẩn bị. Bạn nhấn cho mình là set current. Đó, là để gì? Chính thức sử dụng cái DIM 11 này vào bản vẽ của các bạn. Ok, set current ok rồi. Thế trong này các bạn sẽ làm gì tiếp theo? Các bạn cần phải có một cái bản vẽ đúng không? Ví dụ bạn đang vẽ xong rồi thì bạn phải có một bản vẽ. Mình lấy minh họa bản vẽ này đi. Mình Ctrl C, mình Ctrl V cho bên này. Đó. Thì đây là bản vẽ của ta bây giờ. Làm sao để chúng ta có thể dim được một cái bản vẽ dim ra những cái dòng dim như này mà không cần thiết lập, đúng không? Thế bây giờ chúng ta trước tiên dim chúng ta phải biết được cái tỷ lệ của nó là như thế nào. Thì bước tiếp theo các bạn làm theo mình đó là các bạn có lệnh insert. Insert. Ở trong đây có một cái khung tên thì mình đã chuẩn bị sẵn cho bạn là khung tên A311 này nhá. Các bạn có lệnh làm lại cho mình này. Insert. Đấy, sổ này xuống và chọn A311. Nhấp OK và bạn tích vào đây. Thì đây là cái khung tên tỷ lệ là 11, tức là 420x97. Mình có thể kiểm tra lại các bạn. 420x97 là khổ A311 đây, đúng không ạ? Chính xác luôn. Thế khung tên 11 này thì bây giờ các bạn phải đưa nó bao trọn cái bản vẽ này thì bạn mới biết được chính xác là bản vẽ này tỷ lệ in là bao nhiêu. Ở đây mình scale là ví dụ như là 70 chẳng hạn, đúng không? Hãy nhớ là một cái tỷ lệ cái thông số chẵn và chia cho 5 nhé. Cái này thì như bạn nào học về kỹ thuật thì bạn chắc chắn đã hiểu rồi về tỷ lệ bản vẽ rồi. Nếu này mình đưa vào đang bị sao ấy, nó đang bị nhỏ so với cái bản vẽ, đúng không? Vậy là 1/70 nó đang gì chưa đúng, các bạn phải scale lên, ví dụ lên 100 đi. Đó, không nên cho nó to quá nhé. To quá thì nó lại sẽ bị hở rất nhiều khoảng trống và bản vẽ rất là xấu. Và khi mà nó bao trọn như này cảm giác là mọi thứ đang rất là cân đối các góc như này, đúng không? Vì vậy mình đã xác định được cái tỷ lệ 1/100 là bản vẽ in, cái tỷ lệ in cho bản vẽ này. Bước tiếp theo nữa là sau khi bạn đã xác định được tỷ lệ in là 1/100 rồi, bạn sẽ quan sát xuống dưới này cho mình một cái thang tỷ lệ ở dưới này. Và ứng dụng là chỉ có các phần mềm AutoCAD từ 2010 trở lên nhá. Và nếu bạn nào muốn làm 100% theo video của mình thì hãy tải cái phần mềm là AutoCAD 2018 trở lên. Đó. Thì có cái thang tỷ lệ mặc định ở đây là 11, đúng không ạ? Các bạn kích vào cái thang này. Đó. Các bạn sẽ chọn vào Custom. Custom. Và các bạn sẽ chọn vào add thêm một cái tỷ lệ là 1/100. 1 này, 2.100. Các bạn cứ đặt tên theo mình nhé. Một đơn vị trên giấy là paper unit sẽ bằng là 100 đơn vị trên bản vẽ, được chưa? Ok. Yes. Đấy, thì ngay lập tức chúng ta sẽ có một tỷ lệ 1/100. Hoặc là các bạn có thể đặt thêm bất kỳ một cái tỷ lệ nào khác nữa thêm vào trong đây. Và sau đó thì nhấp OK. Đấy, thì bây giờ bạn sổ lên và chọn gì? Nó đang là hiện hành là 11, đúng không?
bạn sẽ chọn vào cái đúng cái dòng là 1/100 ở đây. Đó, 1/100. Đấy. Khi mà các bạn đã hoàn thành được là gì? Cái bản vẽ không tên thì là 1/100 ở đây. 1/100. Và cái thông số thang thì lại ở dưới này một cũng là 1/100. Tức là bạn đã hoàn thành chính xác đến hoàn thành được đến 70% rồi công đoạn. Và nếu như bản vẽ ở đây các bạn là 1/80 thì bạn cũng phải chọn ở dưới này 1/80 nhé, chứ không phải là luôn luôn là 1/100. Đấy, hy vọng là bạn đã hiểu được điều này. Tiếp theo nữa là các bạn đến cái bước cuối cùng, nó là đim vào bản vẽ. À, thì cái này các bạn nhớ là chọn sách đơn rồi thì bạn sẽ có lệnh là DLI thôi, bắt đầu đim ra những cái dòng đim. Ok, các bạn kéo lên đây. À, DCO là lệnh gì ạ? DCO là để đim continue đúng không? Đim liên tục. Đó, các bạn sẽ chỉ vào những cái đoạn, những cái vị trí mà các bạn muốn thể hiện kích thước ra. Đó chưa? Đó. Để mà có được một cái dòng đim đúng không? Nó một cái lớp đim lên trên thì bạn có lệnh là D về gì? DBA. Ok ạ. Ok, nó đang bị nhảy ra ngoài này thì bạn có thể lại chọn lệnh scon. S là lệnh con của cái lệnh DBA này. Bạn tích ra ngoài này. Đó thì nó sẽ chọn đúng cái vị trí cho ông ta, sau đó lại các bạn có lệnh tiếp là lệnh DCO để nó đi tiếp tục cái dòng vừa rồi. Đấy thế ạ. Và lại là DBA tiếp theo này. Đấy, nó đang nhảy vào giữa đúng không? Bạn chọn lệnh S này. Muốn nó bắt đầu từ cái ngoài cùng này cơ. Đấy và chọn tích vào đâu ạ? Tích vào đây. Đó. Vậy là ta đã được có được một cái hệ đi ba lớp như này. Đấy, các bạn sẽ đi lần lượt theo bên dưới hàng ngang, được chưa? Hai bên và cái phần bên dưới này thì chúng ta sẽ có được kết quả tương tự. Ở đây nếu muốn đẹp hơn thì bạn có thể sử dụng cái clip là clip CD, thì bạn có lệnh AP. Ở trong một cái video khác mình đã làm cái clip cắt đi rồi thì bạn có thể loát cái đi này vào cái clip cắt chân đi và cắt cho nó thật là thẳng cái chân đi này để cho nó đẹp hơn. Đó, vậy là chúng ta đã hoàn thành xong được một bản vẽ với cái hệ đi ba lớp mà không cần biết thiết lập bất kỳ một cái thông số đim nào cả, được chưa? Thì bạn sẽ làm theo 1, 2, 3, 4, 5 cái bước vừa rồi mà mình đã hướng dẫn cho bạn. Đấy, thì chúc các bạn sẽ thành công. Và nếu như bạn nào mà không làm được thì hãy comment ở bên dưới video, mình sẽ trả lời và giúp đỡ tất cả các bạn. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã xem đến cái phút này của video. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.